Nó ly được rồi. Bốn người à, nó thôi. Dẹp đi. Nay tới chiều còn lâu. Tối rồi, chiều rồi. Nè tối rồi, không ai đâu luôn. Dạ. Họ giữ thịt mà không mua thịt trâu luôn, không ăn nữa. Ăn gỏi. Dạ, ăn với cháu mấy cháu hồi trứng hồi vịt trứng hồi vịt cho vui mấy cháu ngoại mày thấy ăn phần của ngoại mày chơi ông không ăn cái lỗ không ăn mà ăn gì trời lâu người ta mua ăn một chút lỗ sao xui dạ hai bị lỗ xui xui quá nó bổ cho bọn nó tốt lắm á trời ơi con tài trứng nó hơi con có trứng này trên đây còn quên ăn hồi vịt để tao không ăn ông ngoại giặt cái gỗ giặt gỗ được rồi đó để con cái này ở nãy cái đứa con ghé đây nè kiếm ông nè thì rồi ông nãy gặp đợi. Không gặp tôi rủ tôi đi cổng nhậu tôi không đi tôi không cái đứa không tôi không đi cái đứa lấy xe nãy của mình à chứ ông giận phải làm kia đâu nội phải các ông mình gặp đâu ông còn giận vụ tiếp nói ông là nếu ông có gì đó là bữa không phải ông Vĩnh Vĩnh An đâu ông nội ơi tiếp nóng ruột không có gì ông kia các ông ngoại ăn trọng không phải đâu sai sai đó cái ông này trời ơi tôi cũng buồn lắm ông ngoại ăn trọng không biết mà có bóp ra nhậu đó đi về đâu có quan hệ gì tới tôi đâu tao làm tôi gì đó ai biết đâu mình nói bỏ là sai sai đó có không phải đâu đâu giờ nói rủ tôi chống nhậu vậy tôi không được rồi tôi không mời có giấy mời không nó chắc tôi không có quá đó, không phải đâu ông ngoại tao là năm bu rồi không phải tôi bu đâu phải bên công an đập chết bởi vì bây giờ công năm tới được ở đâu tôi bu nữa là sai sai đó không phải đâu mà đó là sai nữa đó không tên tôi bu tao luôn mày tên gì con nhí ngoan cái này rồi đi phố nữa hả dạ đi đưa chị con đi nước ngoài ngoài dạ hả chị con ngoài rồi về đó hả dạ bả mấy năm bả mới về lần ở được chơi bao lâu mười mấy ngày nhắn đi tao biết mày thôi gần rồi đó dạ 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 con còn không ạ trời ơi con còn trong chén dạ bà ngoại ăn bà ngoại ăn một cái thôi dạ không bà ngoại ăn bà ngoại ăn thêm một trứng nữa một trứng không mở không bà ngoại ăn một trứng thì người chơi chúng tôi bà ngoại con còn nóng không ăn được đó trứng tròn ngon lắm đừng có chơi rượu không có hết đâu nó ngon ăn trứng trời bà ngoại không đi mua đâu đợi nhà ông ngoại ăn ngon chứ ông ngoại mua là 20 lít lận mà sao hết rượu được rượu thì không hết mua lần ít sạch tao mua lần 20 lít không phải như mày đâu con mày mua lần ít 2 lít lèm không mua rượu bán tụi mày cho ăn 200 mua 20 lít rượu luôn dạ dạ cái đó mày đây mua lần cái vụ đó là thằng nhớ cho riêng nhớ nha chứ còn mấy con anh em con là không ai gỡ tới thằng nhớ là nó có tiền nó cho ông bà ngoại riêng chứ con không có ai dùng nó đồng nào hết con không có đồng nào à không có đó là phần riêng của thằng nhớ con xin phép con nói luôn đó chứ con đủ đủ nhớ nè dạ không phải ông ngoại đừng nói vậy con cháu nó vậy nó cho tiền tao mua này con mua tiền của nó mà ủ nó cho ngoại ông ngoại nói vậy là ông ngoại đâu mà giờ vụ tao chưa tới hả ông ngoại nói vậy con cháu nó có cái gì nó cho thì bà, coi đâu mới cho. Mua con bây giờ con muốn cho ông ngoại con tôi mày ăn con cho con không được đâu ông ngoại con chưa phép rồi vậy nó nói vậy cho tôi để tôi lạnh tự này lâu lắm tụi mày uống mày mạnh dạn dạ. Tao để đâu ngoại mua tụi mày uống không mạnh dạn bây giờ con muốn có ông ngoại đi cho tiền mà con cũng không có con bây giờ nè con muốn cho tiền ông ngoại con mà con cho không được ông ngoại con cho không được luôn thiệt mà cái đó là chưa thật biết sao ông ngoại con còn sống vậy hả ông ngoại con sống ở tới Long An chẳng á vậy hả Tân Thạnh Long An chẳng biết chừng nào có Tân Thạnh Tân Thạnh Long An Tân Thạnh Tân Thạnh Tân Thạnh Long An ông ngoại con 82 tuổi ê 81 à bà cố con 90 như là 90 họ 80 rồi 90 mừng thọ bà cố con 98 là tôi gửi nhưng mà đang hấp hối trên Long An gì đó hả bà cố ngoại 98 tuổi hả 98 tôi gửi nếu mà tao nói bữa đó nghe nếu mà tới bữa sinh nhật của bà ha người nào mà chúc cái câu mà nhưng con, mà bây giờ con chúc của bà bác sống lâu trăm tuổi là sai lầm lắm á nghe tao nói thiệt mấy rồi đó không nhưng mà bà đang nếu mà chúc lâu trăm tuổi thì có hiền đồng nó chết mèo rồi đang thở gấp tao cho mấy đó trăm lẻ mấy rồi nhưng mà lẽ mà chúc sao giờ chúc lâu trăm tuổi phải không
được. Nhưng mà bà bây giờ 99 tuổi rồi, lâu chút sắp lo cho bà bây giờ đang chửi em à. Đang nằm một chỗ. Con của nó là khinh nó đi. Nó nói tôi bữa đó nhờ bà có ngoại thôi đang nó kiếm đường kiếm kiếm tiền nó ngoan. Nó đi bả là tao chín chín là một chút chứ sao là trăm tuổi làm chi? Bả là thảo sao chín là một chút sao là trăm tuổi tổ năm rồi bả chậm đâu có đi thì đi dặn hàng thôi. Mày nói gì mày nói nhớ à, nhưng mà bả đang chơi không mày, bả có ngoại tao đang thở oxy 98 tuổi rưỡi. Chín tám tuổi không, bởi vì tết rồi 98, bây giờ nửa năm nữa là 98 tuổi rưỡi. Ông ngoại tao không có thằng ngày mời, ông ngoại nó cho tiền tôi chắc anh. Tiền hôm đó tiền có bao thư mai đem cho tôi. Ông nội con mỗi lần đi chơi cũng có thư 500. 400. Phần đó của tôi à. Lâu lâu cái có đạt cái nói dễ động được á. Cựu chiến binh gì? Đừng có nói. Điều sao rồi vô ha. Tin thì thôi. Nói nhà tôi ghé. Vậy chứ ngoại mày hứa. Ông lương thì ông lấy không ha, mà ông hứa tiền thương binh đó. Với tiền Tết là ông cho tao. Ôi đừng có nói được đó. Bây giờ muốn đổi ý vậy đó. Không đổi ý. Ông nói gì hay hai rồi lấy hết rồi giờ nói đừng chi vậy, đừng nói thà lấy hết nó mẹ đi chứ đừng có nói người ta ghét. Ủa à, ông ngoại có tiền cao tuổi gì ta chưa, mới ngoại chưa được 70 thanh niên á, tiền thanh niên tết nay mới được tiền thanh niên, tiền tết đồ đâu ngoại có tiền thương này, nó thằng tháng ngoại có. Nhưng mà tiền cao tuổi chưa có, ông ngoại mới 71 làm gì có tiền cao tuổi. Ủa làm gì có tiền thương liệt sĩ ta. Ừ, ngoại là phải liệt sĩ đâu mà phải mới liệt sĩ. Tại thương binh. Ừ, thương binh thôi, không có liệt sĩ. Mùng 6. Liệt sĩ là lẫm. Cái đó không có liệt sĩ. Bay không có liệt sĩ. Nhưng mà cái nữa, nói cái gì? Liệt sĩ ở chắc bên nhà nhau. Mà tào lao biết đâu nữa rồi. Liệt sĩ là biết gì không? Liệt sĩ là tử vong rồi, những người là tham gia kháng chiến là hy sinh. Có con tham gia cách mạng. Liệt sĩ bên nhà nhau. Đúng rồi. Có con tham gia cách mạng mà hy sinh. Giờ ở đây là cha là mẹ có quyền hưởng. Thằng Nghĩa nó đúng rồi, tao nói thằng Nghĩa nó đúng. Bây giờ tao giao... Chỉ ra sát bên nhà nhau mày. Thằng sĩ, liệt sĩ sát bên nhà nhau được rồi. Thằng Liệt với thằng sĩ, thằng sĩ đi bật liêu rồi. Không còn sát nhà nữa. Hai đó thằng liệt sĩ, nhưng mà hai nó được lãnh tiền không? Quyết liệt sĩ luôn kìa. Bởi vậy, nó không liệt vậy đâu. Ba đó thì chuyện của nó, tên cái tên mà. Bởi vậy tao mới nói hai nó đúng rồi, Nghĩa nó đúng rồi. Đúng rồi, đúng nhà. Đang quyết liệt sĩ. Xong rồi tới Nghĩa nhớ. Thua, tao muốn tranh cử nữa. Cái chuyện đó là cái chuyện. Mình nói nhưng mà đây có 200-300 thôi. Kệ nó khùng quá, nó chơi mà. Nó lâu cũng phải 3 cũng phải. Tiêu làm vô nó có thì cái gì. Dạ, bà mày ớt hả? Nào mà tiêu tao ăn nữa tao giận. Ừ, tôi nói nhớ nghe. Dạ, đúng rồi. Ông ngoại hỏi mà ông mà ông vợ cậu ba. Nói vụ thằng ấy đó. Không biết gần lắm, nó có bà con nữa. Bà con ổng kêu là ổng bởi bà già thằng mà quân này kêu bà bằng ổng bằng cậu. Ông cậu ơi. Thành ra nó kêu ông cậu rằng. Ông cậu á, ông kêu ông cậu phải kêu ông ngoại là đúng rồi đó. Ông ngoại có là xác minh lại là có là ổng có đi nước ngoài hay là không? Được rồi, có. Rồi hỏi thành phần lý lịch. Mày nói thằng bậy quá. Già bà già nó. Số điện thoại đừng thôi, giờ là biết rồi, còn xác minh gì nữa? Số điện thoại nhưng mà để ông ngoại ông xác minh thế nào. Ổng có gặp hỏi ông rồi ổng bà con mà thành ra bà ngoại ngồi ông ngồi ở đây. Dạ. Ở đây được. Trời trời. Mấy người nó thu nghiệp nó thà nó trời vậy đâu may quá trời rồi nó mừng. Ai? Thằng Quân mới bởi bữa nói chuyện tôi á. Ngoài là 12 số, bọn nó bảo giờ ông đầu nó mừng lắm á. Nhầm cái thôi, nhầm cái chừng 5 số à. Vẫn nói thằng này sao không chứ biết không có là nhiều đâu. Thằng này bị không biết mà hồi nhỏ nó đi qua Úc là hồi 9 tuổi cái gì đó cái mà với cái số tự động của nó nữa. Cái số mà tự động của Facebook thì không thấy. Cái số Facebook gọi gì mày á? 18 tuổi thì 17 tuổi. Cái này nó có 9 tuổi à. Không, số Facebook của mày, cái số Facebook của mày yêu gọi nó gọi đời luôn. Lại điện không mấy số à? 3 ống số gì à? Cái kẹt kiên mặc định gà đó. Là cái gặp nó gần lắm rồi đó, hồi sớm mà. Chứ không phải là nước ngoài nước là nhiều số đâu. Chưa 92, 92 cũng nói gì tao. Tao đời hỏi tao được 200 điểm luôn này. Câu đời không à. Ai biết đâu tao. Đúng ngày câu 200 điểm. Chúc mừng bạn cái nghĩ ra là luôn. Nghe nó nói rồi đó. Một cái đạo là phản hồi. Nói chung là phản hồi thôi. 200 điểm kia tao lên trang web đó. Thầy giáo. Có gọi chúng 50 triệu và một chiếc cắt. Tại vì là phản hồi ông nội.
dân này là học cũng giỏi lắm á. Thì học giỏi cao đại giáo không cho là à, với thầy giáo là cho là cái đó đài nè, cái đó cao đài nè, à, 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 cái đó thì nó là trí thức đó, đài là thầy giáo thôi chứ con á, đúng Tây Ninh rồi đó, có chùa cao đài cái đó thì tao cái tao tao cho con không muốn mày, dạ con muốn mày, tao không biết cái vụ đó tới quốc gia này kia rồi, tao không biết bên cái đạo đó có phải hay không, tao có không biết, tao có không quan tâm tới luôn. Việt Nam mà mình bây giờ ai khoảng khoảng rồi mình không khoảng thôi. Đúng rồi, quan tâm tới làm cái gì mà nói đụng chạm những người theo đạo đó mày thì sao? Thôi dụ trong đây trong nhà này nè, thôi trong nhà đang ngồi đang theo đạo đó nè, mà nói ra nhà này theo đạo, ngồi trong nhà này tao biết, ông ngoại là tham gia cách mạng, làm gì có, tao biết trước tao mới nói. Mày chưa biết được đâu. Ủa, ông ngoại là theo đạo mà. Ê thôi lộn, ông ngoại là theo là cách mạng mà. Đúng không? Ông theo cách mạng, ông theo đạo gì? Thì ông ngồi ngồi này nè, với tao là một đạo nè. Ông ngồi này nè. Đạo Phật. Không chỉ một đạo là đạo Phật thôi, phải không ngoại? Đạo Phật. Đạo Phật thôi. Đạo, mày hiểu, tao mà... nói ra là tao biết hết. Tao không ra tao. Là theo cộng sản đó. Cộng sản là đạo Phật. Chung là đừng đừng nói xấu về đạo này đạo kia gì hết á, mình nói mình không nên nói xấu, nhưng mà mình lỡ trong người kia người ta nó đừng tội nói bảo Chúa rồi mình nói cái nó búa mình thiệt mà vô quận 8 rồi cái tự ngày mình nói ra bụng cao thứ đi tao biết mà chết luôn đó, đừng con đạo trời ơi mà sợ là nói trong quận đó luôn, tao biết đừng phạm tới hẻn quận 8, tao biết đừng xấu phe này phe kia nói đừng đi. Xấu gì hết, người ta không dọc mình mà đừng đừng đúng rồi đi. Đừng đừng có nói gì hết trơn á, chạy xóm đạo à, dụ ví dụ cái người đường đó liên quan tới người ta rồi mẹ ơi đường xóm đạo là nhà thờ nó dính liền nói chung là nhậu nhậu bình thường thôi, cái xấu là có nhà thờ mới gì mà chửi thề mà hẹn cái xúc phạm này kia cho biết luôn, mà đưa tao giao nói chuyện với chơi tao mà nói nhưng mà chửi thề đụ mẹ đụ má là tao không cho, không cho phép, không chơi luôn nghỉ á, đúng nói chuyện không có đạo đức, nói chuyện với ông bà nói chuyện một tiếng là không nên chửi thề. Ừ. Con vô nhậu với ngoại biết như là ngày ngoại nghe con có mở lời tiếng nào không mà bình thường bạn bè con chơi lắm mà nghe. Ừ. Nhưng đáng lẽ là con cháu không được ngồi chung với bà. Có đói bụng là không ngủ nữa nghe. Dạ. Ủa, con mình không ngại gì không? Trời đúng không? Nói nhăng thì đã rồi. Con nói lắm lên. Tới đất nào? Không. Tới đất nào? Vô. Ông này tới đất nào? Rồi. Chú này kêu bằng ông chú đó. Không biết ông hỏi ai. Ừ. Dạ. Bảo có chú này không? Tao nói ý tao nói mày nhưng mà ông chú ơi. Ô, mẹ ông chú. Vô đây. Chào ông chú. Rồi. Dạ, ông chú vô rồi. Không. Chị xui. Tao về lục giấy coi không? Chặt mấy chị xui. Tôi không lục. Không, mày xui ông người khác thành ngành ơi. Trời không có cỏ đâu. Nó chạy mày cho bài nó tục tao cũng sợ tao đây cái bồn mày mà nào con nguyện mà biết đâu trong 70 năm đó về quán á đất ăn hôm nay địa phương đâu mời tôi đâu mẹ trong khu vực này thôi chứ tôi sẽ quán cho sao ông chạy ra đây trời ơi ngặn cái giọng á ai mời ông quán ông ngoại em ở giọng á khúc nào bây giờ tao mời lấy bữa đây với bây giờ mới tới quán đúng không đi đậu quá bữa nào chơi chơi đi bữa nào mày ai bả mày gặp ở cái chuyện đó thiệt chuyện đó chơi á buông buông heo vô rồi cái gặp cho bảo mấy chơi xui ăn chặt chơi xui ăn câu tôi này chơi xui ăn câu tôi luôn à cũng mất tôi không bây giờ không cái gì ăn nữa nè chơi xui liếm cùng cái gì rồi liếm cho đi chuột chuột lên gặp thằng này giáo ăn mấy chị cùng hai chồng cô vậy cô đứng cả chơi là bà kéo tao thôi chơi chơi ăn cái mùng của tôi làm thôi mùng của tôi mới mua vậy mùng mà quậy đó rồi mày cái đó là thua rồi quậy đó quậy bà mày nói cho trước câu sau đó lại như mày thua chứ đâu về phải nhiều khi bà có chứng bệnh gì năm này nhà mày nhậu được thua đó ừ nhậu nhà năm này nè mày chứ rồi sao tao đâu trời ơi tâm trệt đâu biết gần bốn bốn mốt tuổi này bốn mốt dạ nói cho mất rồi không già nhưng mà để có cái này mà bay sững sững lắm là bữa á, tao bữa cá nhậu đồng nữa, bữa nào đi, ông ngoại mày lắm lại á, nhiều quá ta, cặp phòng phòng, bà tao hai ly lên, hai đứa xin mời rồi á. Nhà xây dựng nguyên nhân dán trong ngoại á làm đủ mà hả chưa đáp ứng cái trong ổng ở đây có chưa đủ chưa đủ mình thôi mày ăn cái mày chứ cho ăn cái gì lâu tới tao đi mày gót đi nhé nhớ nó gót không nhớ quẩn mày gót nhiều đi gót về đâu ổng là phải bữa đó ổng là ổng có tôi là ông mẹ tôi hành ông mà lớn rồi bữa là có tôi là bà hành ông coi con ngon ngon mỏm ăn cái đậu gắn mấy chục ngắn con luôn dạ
tôi gắn con là chua du sơn vậy rồi nữa tưới tâm bọc hai bà con nữa rồi. Con đâu dám ăn đâu, con mới làm gì nữa. Vô quán cảnh nhậu kêu lỗ gắn cũng thèm gắn làm xã. Trời ơi, em có còn gắn con không? Mụn mẹ mày quần về bỏ điện thoại nó đừng bỏ. Bố luôn mà. Em dám ăn dầm. Sợ. Lô. Sóc rồi. Sóc tề tới mặt dân à. Xong anh ta ơi. Chiều tối lên sốc cự nha. Ở đây là cũng ờ trời ơi sốc không đã bây giờ sốc nó mới đã. Nhà của mấy cái miểu. Trời ơi. Mày nói là nhà mày trọng với cái gì vậy? Thôi à. Tự cái sốc cự. Nhà nào? Nhà mình cũng đáng thích cái lóc miểu mình luôn. Nhà Kha Ly à? Ừ. Thì sao? Vô lại đi miền lại. Là cái bông. Đi xe buýt gì vậy? Sao? Đi xe buýt gì vậy? Cái gì? Đi xe buýt gì vậy vậy? Bơ ha nè. Bơ yêu. Anh đi xe buýt gì đây vậy? Anh bơ chỉ đích. Không, kiếm đưa về đây. Bỏ thuốc rồi chạy. Ừ, trở lại bơ yêu thuốc. Nhớ là bỏ thuốc ở đây nó mất tiêu đó. Đáng lý bà hổm này con gì nhỏ út còn không à? Con với đáng lý là tôi bẻ rồi tôi quất ông ngang tay luôn á. Giờ tôi dài dài nữa. Nó không đứa, nó không đứa như ba luôn mà chết đâu có được. Nó đấm tôi đó. Trời cái đầu bấm điều khiển nó làm nó đấm tôi. Giờ tôi mới nói nãy đó. Mày ngoài bám tới đây mà tôi gặp thằng Hiền mà chạy ngang đó ngày đó không nhớ không à, mà tôi không biết nữa à, mày chở tôi vô tôi mày là tiền ra đổ chân nội chút cầu xuống bên chỗ anh thà đó nó ôi đi chợ nó ừ rồi đâu biết đâu còn mày mua đó nó tính tôi đi chợ cho mày kiếm ông đâu rồi có bán được tôi lại thằng gì mà vô đây mua học đi nó cũng bán cắt ton đâu á đo ton đó ờ nó ông mới nhậu qua 300 bà con cái này nè ờ nhậu với nó rồi tôi về à 90 ngàn về mấy đó thì cái này có mắc quá vậy tới hôm nay rồi tôi chạy ra mấy chỗ mà qua tôi đưa ông cái thằng thăm bệnh ông bệnh đó đó ông nói không có cầm quay cầm cái điện thoại hoài đâu mà anh điện mấy đứa con gần ngay có không mà tôi điện gì mỗi năm tôi không biết cái số ông vàng này đâu hiểu đâu tôi biết số rồi tôi điện mà tôi đâu có là nhà hiếu nó cũng biết tôi đâu rồi ông kia ông nói là muốn giết nhà của mấy đứa con không có tôi biết đâu vậy là bữa chắc ông ngoại đi xe đạp bữa cái gì đi xe đạp đi đạp gặp con mới nhớ không bữa đâu bữa đỡ thương binh tao không lại mấy lên nhậu chạy về chạy về tao ngoài muốn cái đụng ra là uống lại người ta tao lấy xe ông ngoại mấy nhiều mấy đâu mấy nhỏ đưa lên trển lấy xe tôi chạy ngân khúc gặp người giáo mười giáo mười thầy cậu ba con đó vô sĩ ơi mấy ngủ vô nhậu uống chậm nữa người gì à vô sĩ ơi nó chạy ra mà chị ơi chơi đến đi mua đồ mà có mua được mẹ gì xỉn thì thôi thầm chạy luôn chạy lên nhà chuyện tôi chạy lên quán chi nữa tôi hỏi đâu lưng ngày mấy vậy thì đưa ông lên lưng ngày mấy vậy tôi hỏi ông đâu ngày năm ngày mười vậy ở đó chạy chạy ông vô mà đây, tôi vô nó nhớ ngày lương cái đóng vô ngon bự luôn năm mùng ba chút xíu ông về tỉnh à ngày chín mùng ba tôi đưa ông lương ngày khác mùng ba là ngày định lương đưa ông bữa nay là ngày hai bệnh đó tôi lên chùa nội sáu bảy tám chín là mười một trở lại nhà anh chi hai ba bốn năm lúc là ông ghé thăm mà sao vậy là bơm bảy ngày đúng không mười bịch tôi thuốc còn đâu có tội người 300 đó tôi quay lên biết không ngày lương đó mà khả năng mới đó mà nếu ông ngồi đàng hoàng tôi chở ông về luôn rồi trời ơi, ông tới cũng cất ông còn ông quẹo bên đường bóng chết á mà ông chạy gần người đỡ mà đi xa là ông thấm rồi ông cấm rồi rồi về nhà chị chăn sĩ rồi nó dài rồi ghé thăm quan nữa ghé thăm quan mới lên chuyện nhiều hôm qua qua lại chuyện mới chạy sáng điện trước chứ không nếu cái đầu tấm chiếu mà tôi đi bên đây bên sông thì cũng tiêu đâu hai bên á rồi nó chạy lên chuyện chuyện rồi tôi chạy về à về gặp thằng ghé nhà ông chuyện có nhậu không hả có nhậu không có rồi đây dạ uống hết rồi tích gửi nữa rồi tôi nói thôi tao vừa tao nghĩ cái gì à nó ra kia chạy về gặp một chạch nó đang hái một nấm rau mà đột mà đột chạy nè đó nó gặp ghé lại ơi bà trại ông có tiện đụng mà tôi thấy tấm chạch của đó gặp tôi chạy xe ra đụng mà hành nó mới được tấm chạch
trả thù nữa, trả thù mới được. Ờ gọi về nó thiếu nợ mình nhiều chứ mình đâu thiếu nợ nó. Vô đây muốn uống là vô uống không say không chịu về. Ừ mình uống mình bằng trăm ngàn lần luôn mà mấy người mới trả thù nó lại lần bữa tôi mới chơi nó lại gì. Thế mà mình ông cũng muốn chết rồi còn nếu mà chơi lại nó đâu thì bởi đâu lại nó má đen đi Sài Gòn tao gặp tôi có thỏm mà mới thấy ông có điện không điện nó nhậu ra ông giận nghỉ đi rồi sáng thôi còn nhiêu mình tiếp đi tôi về đây để sáng cái thôi như buổi uống một ly thôi hả tao đi ông chú ơi ăn gốc một ly á không nhớ anh biết mấy lần rồi biết mà vợ anh vợ anh mà xuống nước cái là ảnh theo dòng luôn chứ sao nào mày vậy mà ai mày vậy mà mời vợ chồng á ăn thức ngủ lâu chứ ai cay đắng thôi giờ bỏ cho giờ nói đi cái chuyện gì bỏ hết mình giờ uống rượu nè đúng ừ chính xác à vậy thôi giờ chạy ngay đi đâu về làm cái gì chuyện của họ giờ mình tính chuyện ăn nhậu ngày hôm nay giờ nãy mình nhậu giờ mà nãy giờ ông cháu mình quýnh dùng lễ giờ mình đánh thẳng ở trung tâm là nhậu mệt nhậu đã nhưng mà mệt thì nhậu đã nghỉ vậy đánh dùng về rồi xong đánh vô thẳng vô trung tâm vô đồn luôn. Ừ. Đánh. Bây giờ không có đồn gì chăng? Bây giờ đây. Cái. Không. Bây giờ nhậu là bỏ nét. Nhậu là trong thẳng. Không mà giờ chạm. Bây giờ không có đồn mà đi mà trình chạm. Mà chạm xét coi làm sao. Chạm xét này qua được không? Qua được qua không qua được. Chứ bây giờ cậu đi xe phải không? Ra đường ô tốc phải đi khúc mới ghé chạm đâu mà đóng tiền mới đi được nữa chứ. Thu phí. Chạm thu phí như cậu á hoặc là đường ô tốc. Thu phí chẳng có phí cái đó thu lộ phí đó ừ. Bây giờ qua không nổi thì ngủ chạm luôn phải không nói đúng không ờ đúng mà, chạm hãy chú mà ở chạm đây nhiều chú ngủ lắm mà ta không có ông thu phí đâu nếu ngủ là ngủ là không thu phí. Không có tiền thu phí thì cho ngủ chạm ngủ bên chạy trên bên ngủ ấy là ra ngăn chạm ngủ ngủ độ ngàn tám chín mươi ngàn như vậy đó đi đường đó mấy ông đâu ngủ giờ trọ chín mươi ngàn năm chục nếu mà đi biết vậy đó đi lỡ đường năm chục ngàn ngoài trăm mấy ngàn rồi tao quang, xin chứ không biết xin đâu mưa xả là gì đó cũng nào cũng được tao với mấy thằng đen là kể mày tao rồi tao kể mày rồi tao kể biết chưa thằng rồi mà tao kể biết chưa thằng rồi tao bình dương vậy đó tao tao bao dương chơi với thằng nào mày cậu biết tao cho nhau biết tại vì vậy làm không được gì ta đi qua một điều là chỉ nhân quyết cho chỉ biết không cho thằng đen đi chỉ biết qua mọi người giữ thằng đó rồi thằng đen nó ngu đi lừa đang ngồi lại xe buýt nữa đang ngồi ở đang cái trạm xe buýt á mà có thằng cái tất cả tao nghe nè đang ngồi cái trạm á cái hàng xe buýt nó nói hai mày đi đâu tao chở cho đi má thằng này đến cái thằng đen thằng đen nó nói đi đâu á ông thua được rồi mày cái giọng ấy mày về nó đúng gì không thằng đen nó kể nó đi đâu á có chừng trăm mét à đói xuống cái nước chết rồi rồi thằng đen nó đi đâu á tao không nhớ nữa càng xe hơn để chở đi cho hai thằng 40 ngàn cái hai tao ngồi lên xe nó chở trăm mét rồi chở rồi rồi chắc đúng rồi đó hai bà chạy chỗ này đúng rồi má đen nó u tao nó cứ đem nó kêu đen rồi mày đi làm gì mày đang chửi nó như chó ấy nè tao có biết gì đâu tao cũng mẹ mà không biết gì tao kêu mày đừng đi rồi mà không biết gì nữa là tôi bị lần tại không được trăm mét nữa mới xe anh Dương mới xe mày ngu vậy giờ thôi cầu Dương Xuân là sát bên này 20 ngàn tao đang 40 sai anh anh chạy em xa dữ luôn anh 20 ngàn hết em luôn trời người không tao đang đen người trong cái thấy là tao đang tới đó rồi đã thằng đó mới qua tới thằng bên thằng viết chơi đấy là chơi quyết nguyên ngày rồi tôi đi với sao không về tôi về tao với mẹ bệnh rồi tao quyết đi Sài Gòn chơi của tao mà biết để tao đang đồ tao tắm cái mày ơi rồi bảo tao tắm cái tao chưa tắm nguyên ngày nữa cái sao không tại với hắn tại cái trong này đường nó bén quá nó còn với mình ba thằng đi tới trang chỗ các bạn muốn Bình Đông Đức Lữ á cái Bình Đông cái lưỡi mình ăn được phải cái bến xe miền Đông là mình vừa dắt bánh đường Đinh Bộ Lĩnh ta còn nhớ cái vụ Đinh Bộ Lĩnh nha vậy bến xe miền Đông nằm ở đường nào mà tao xác mình dắt á tao đang ở Đinh Bộ Lĩnh á cái đường Đinh Bộ Lĩnh á gò đầu mày không phải gò đâu dắt nào cái đó gần rồi dắt Xô Quyết là tính nhưng mà tao ở đường Đinh Bộ Lĩnh Xô Quyết là lĩnh bến xe miền Đông nằm trên Xuống cái tỉnh nhưng mà tao nhớ tao nói cho mày biết em gần cái dắt đâu ghé nào đó từ cái dắt chạy qua đó sát bên đâu xa đâu em nói gần mà nó gần chứ không phải là ngay gần đó đường Xô Quyết là tỉnh nói cho mày biết luôn nhưng mà tao nhớ tao ở đường Đinh Bộ Lĩnh tao nhớ kỹ càng luôn đường Đinh Bộ Lĩnh cái đằng bến xe miền Đông cái chữ gần nó sát bên
nó cũng nhất nhê là cái đường bến xe miền Đông. Ôi chạy mẹ ha, mày tao đang cái chuyện mà. Nó là nằm trên đường đâu, em nói Gò Vấp nó gần sát bên. Tao đang cái chuyện đâu hai mày đủ, mày mày gành Sài Gòn quá tao không gành. Mừng vậy đó, bây giờ mấy ngày đi rồi thôi, hết biết luôn rồi. Gần Sài Gòn mày chưa gành đâu đâu nhé. Ô ngon hết không rồi cũng gầy nữa. Ô vừa mừng vừa mày mừng quá. Em nói đây. Em gành đâu. Thôi được rồi. Sao biết mong. Rồi ha. Rồi. Mày gành rồi đó. Không chơi sao kỹ nè, biết cái chuyện đó. Đúng rồi đó. Tao nói là đường bên Bô Lĩnh mà tao có liên quan gì, cái gì tao đâu, tao nói tao đang ở đường bên Bô Lĩnh cái chân của quán cơm của tao đó. Quán chạy gì không có đâu không đó, đó. Tao kể mày nghe, tao chính xác đường chạy, cái đường chạy của tao nhưng biết luôn. Cũng bị tại vì biết ăn nhiều quán cơm gần ở bến xe miền Đông luôn. Đường bên Bô Lĩnh nó cặp dắt bến xe miền Đông á. Cái tao với Quyết vô quán cơm đó với thằng Đen nữa. Ba hàng uống nước xong can thiết bị quăng nó chở mình đen về mà ghê luôn, nó chó nó bự con, thấy cái này nó bự rồi mà mày nói nó chạy sang nó bự buồn đó. Đâu rồi ta? Phải tao nói chịu tao thằng Đen thằng thiết qua nó chở ban tao về, nó thành tâm nó chở ban tao về thiệt, nhưng mà tống ban không được, tôi kêu Đen này trước đi. Tao Quyết ngồi lại. Nó ôm nhau hết thằng nhà, ôm nhau hết. Cái quá mừng thằng Thiết nó chở thằng Đen về. Hết biết luôn rồi. Về xong cái trời mưa ầm ầm ầm. Mưa quá mưa thằng Thiết qua không được. Bà chủ quán bắt đầu tiền. Tao có tiền đâu trả. Bắt đầu tiền trả tiền tiền nước bỏ đi. Rồi gọi điện thoại nữa. Có không có di động tiền điện, không có điện thoại. Điện hoài điện không được. Để cho khí già bệnh. Thằng Tha, Thiết em muốn thằng Tha em muốn Thiết. Tha bệnh mất tiêu rồi. Điện Thiết qua điện không được. Bà trời mưa mình thiết tôi không được mà bà nội chứ quán bắt đầu tiền hoài biết ăn tiền không có mấy ly nước ăn mấy trăm ngàn chặt chém cái đó đó mà cái thời hồi đó nha phải bây giờ đâu chặt chém cái đó đó mấy tao có tiền đâu trả người khác cái thằng kia nó ăn cơm cái thằng mình ngồi đất có mấy mày thì chó đó tao giàu rồi ông chú giao ngoại ăn trứng đi không ngoại tao đó ăn với mẹ tao tải bà nghe tắm lại. Trong khi đó có một thằng người Bắc nó vô nó ăn cơm. Bữa nay hai nhìn túi nó luộc cho nó ăn á. Thôi tao nghĩ mà không rồi thôi tao bỏ chuyện đó đi. Đi tôi bỏ. Tôi gieo tôi cho nó ăn chứ. Ông đang nói chuyện với người này, hiểu không? Thôi giờ bỏ chuyện đi. Vậy là ông ngoại học với con cháu cho vui. Vậy là ông chú phải ăn học. Nếu mà ông chú không ăn mà hợp quá thì ông chú bước ra đường. Ông ngồi rồi, ông còn ngồi rồi. Ngồi. Thì ăn chú ăn thêm học nữa. Để đi. Nếu mà ông chú không ăn. Ở đây rồi là cây nhà lá vườn rồi. Nếu mà ông chú. Ông cháu mình cắt nước mình đang đi. Ông tính con chứ ngoài. Hả? Vậy con tiếp ông chứng anh Tám mời ông gì con phụ ông chứng. Ông chú ăn trứng, nếu mà ông chú không ăn, ông chú không mạnh chân. Chú bước lên dốc thì sợ ông chú chặt té. Rồi. Phải không? Chú phải ăn trứng. Chặt té nhảy luôn tôi hút. Ai biết? Nhảy được cứ đừng. Đấy, ăn trứng ngẫu nhiên. Không ăn trứng thì ai. Nhưng mà ông chú phải ăn trứng. Lần dách. Phải ăn một trứng cho mạnh chân, mạnh tay, mạnh giò được. Bước lên dốc này, con bước lên. Em không quen cái này sao ta? Nè. Mày không ăn dần. Không, cái này sao? Từ anh chơi tao thắng luôn. Đói. Bây giờ tôi hỏi là cái này sao? Được rồi, bỏ rồi, giờ mới. Bới, cái này là bới. Bạn qua bữa hổm tôi xuống này nhậu không ta ăn cái chùa hết trơn. Chạy còn giữ mấy ăn còn nhận cái đợt ăn chưa hết. Tao với Quyết kinh nghiệm. Bắt cái giỏ luôn. Đồng hành nhau luôn. Còn chó Quyết không chạy đâu. Nhưng mà không bị dính là chú rồi. Chạy cái ông chú rồi, ông bà dán cái chú. Cái hết rồi, bây giờ chưa hết. Nó theo đường tao, tao sẽ biết cái đường đó. Độc lắm. Nó kêu tao chạy mày. Nhưng mà ông chú phải ăn hết trứng đó, ông chú mới về lại cơm. Dễ vậy. Em dễ ăn hết thì không về đâu. Mà hồi đó nghĩ cái chuyện 8.000 rồi. Còn này phải không? Ừ. Ăn có 8.000, mẹ của mình cũng ăn. Cái chuyện 8.000 là cao rồi. Sảnh này cũng đúng cái 10.000 nhiêu. Còn gió này, quạt luôn cũng được. 40.000 vậy. Không phải là trời, nó chửi, nó nói. Tôi thề á, tôi thề cho cô, tôi không bao giờ vô cái quán này. Tôi phải ẩm cu ba. Tôi thấy bà chỗ biết cho là chặt đẹp rồi, chặt chém rồi. Bởi vì mà mình điện thoại mấy ly già đá, không mà nó chặt chẳng mấy ngàn là biết rồi. Mình ở cu ba là gần sát bên chợ luôn. Quế nó kêu sao? Ta mày chạy mày á. Con có lòng thì con cũng có hèo. Có chầm chạm chắc với ông chú biết. Tao mới nói vậy biết sao không? Sáng mà ăn thì phải chạy thôi. Sáng chầm chạm đúng rồi.
kim sáng má em không nghe không có sức đâu chạy chạy mới nhầm sáng lỡ chạy rồi lỡ giật cờ đụm xuống quá cho nó đi giật tao hết trơn với cô mà xong quyết cái đó quyết cái đó ra còn nó dám đổ nó ngang lên lên xuống bao ngoại cái đó không biết ủa sao bạn không ăn nó quyết á nó tao cũng biết rồi trời ơi tao hồi hộp quá tao sợ ra không được con về con nó nói vậy chặt chẽ mà tao hết trơn với cô mà tao tao hết trơn chặt chẽ rồi ở đây tao đứng dây bộ tao đứng đầu đường hả có tiền trả với con bà là hỏi đó mấy thằng bạn hôm qua chưa cái gia cái gia bộ đứng ngoài đường đó là... để con coi nó qua chưa cô ơi đứng ngoài đường con coi tao nói vậy biết tao mà đếm một hai ba chạy biết đây cả cây số tới nhà con Nguyễn ừ cái ổng hiện tại ổng ở đủ mất tiêu rồi Nguyễn tiêu nó chưa kiếm được hai ba chứ mất tiêu rồi đi mẹ có lẽ đi nó chưa kiếm được một hai ba chứ nó chạy mất tiêu rồi thằng khốn nè không phải trung ấp ổng thôi chứ con nhớ ông Nguyễn vậy bà con dòng họ chạy mất dép tao chạy cái cắn mà đôi dép theo mình nó bỏ đôi dép nó chạy luôn nó bỏ đôi dép nó chạy tao mà đôi dép biết nhà chứ không ông chú biết nhà chứ không chạy ông ra cái tàu là nhà bảy cùng hẹp với là gạch giá chạy đó chạy tàu chứ tàu chứ công tao nói nếu một hai ba tao mà chạy chơi một bạn chứ công nó vẫn giữa nó chưa biết gì chưa đâu em mà đâu đúng rồi đúng rồi ăn chó công là ở gần nhà con nào ở gần nhà con chứ công ở gần nhà con sao nhiều em xếp bên này chắc khoảng 300 mét xin nữa rồi vậy đó đó thì mày thôi cho mày đi đi con đi đi chưa đi thôi rồi bánh tàu bữa công chỉ công với bánh tàu ngã năm mà trước là 5 giờ chiều về đều nhảy xong ăn cắp trong chôm ở cái cây về tao mày minh thằng minh bày đâu không mà tao về là chạy rồi nít quá thì tạm chứ công thì ông già ướt á thì nhà tao thì nó mày mày đã biết rồi mày nói trên mặt liêu rồi ở đâu gửi vậy chạy qua cái nhảy lên tàu phóng xuống cái ăn cắp mấy chục cho mới lội về sới sới lội về bên đây ăn hết chứ qua bẩn leo lên nữa chú thơ dữ dội bên ở đúng này bên tàu mà nó mày nằm bên đó như đang có mang quyện giờ đó đối diện bây giờ cho bố ăn bố không ăn năng nỉ rồi cho thì miếng ăn dám đâu ký mười mấy ngàn nữa trời nhầm khi cho bị chửi mày thằng mày cho mà không có ba trái rồi bị chửi nữa chửi nếu tao không nấu quên rèm tao miếng nó thôi là cảm gặp mấy bà chở khóm đi ngang cái ai kêu vô cái bộ lại cái dịnh dùng lặn cái khóm xong tao bị lặn nè xưa xưa bị nổi lên chịu khóm á đúng rồi tao bị lặn nè cô Yến biết Yến không Yến cho nhận trâu cho bạn mày ừ cái xe khóm á xe khóm á ăn cắp xe khóm rồi phải không lặn xuống rồi thằng có cái con nó vô nó bán Yến á con Yến này lên rồi nó ra bị con đĩa đeo ngang đít tao nè bị con đĩa đeo ngang đít cùng Yến đó sao mà đụ má gỡ đĩa được trời 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 máu đeo hả cũng uống ra giờ biết lâu mới nửa lít rượu rồi trời mấy ngày uống sao mà tệ quá vậy gặp ngộ nãy giờ rồi rồi vậy nó xong vô một vệt ngồi đi ngang thấy hai con heo nhảy nọc mà nó nhảy bên đây luôn không được nó dòm hoài nó mày ngủ mày lấy bên đây nè ông này mày lấy bên kia kìa nghe không được mày lấy này ê leo mẹ gặp ngộ nó giờ rồi rồi à mấy thằng ba tàu á ngộ lý ba tàu ngộ lý ăn con cóc được ăn đi dạ. Bữa đó ăn đi dạ dạ tao không có xịt thuốc gì đâu liệt đỡ đây đâu sạch đi trái sạch xong rồi chứ không có dưa dạ, dạ không có gì không mẹ dạ mấy con được cái gì mấy con ăn không cần nè người vậy ưu tiên dùng hàng gì ừ. Tao là người ba tàu hay sao tao dùng gì được gì là ba tôi á hả gì là ba tôi ờ biết ổng tao ổng tao về tao không biết giờ tao không còn bàn á biến bàn nè thôi gì không mình nói mà mày không nghĩ nè không nghĩ mà mày như vậy rồi tao ba tàu nè cho biết luôn á ô lai cũng đời ô lai 18 đời họ tự ông ở Việt Nam là người Việt Nam rồi về cốc qua lúc qua gốc ông cốc bà cốc tao là ông cốc bà tổ tao là cốc gốc con này dánh Việt nè mày họ Nguyễn Nguyễn ừ. Con họ Từ là con họ Hà con họ Hà họ Hà thì cũng người ba tàu luôn lai cái này mình là người Việt
nói chung là người mình người Việt gốc qua. Ông mẹ ông Nguyễn là gốc gì không mà tao không nói người Việt mà tao người Việt gốc cây. Con nói với ngoại như thế nói nè, con nói hoài nếu mà mày hỏi từ hả? Dạ con hỏi từ. Thì mà hỏi từ rồi hỏi với cái mà nói hổng đâu mà bà già quá út út lạnh đó mà tránh đông á gì nữa. Không bây giờ đã không chứ nổi chị cũng nổi con còn cái gì nữa thì nó từ nào đó chúng còn nữa phải không? Thì bá từ thì đông ông nổi con là từ giáo út là chị cũng khô rồi bá thứ tám ông nổi con là ông là từ giáo y không? Từ thiện ngay. Gì ngoại? Đặt tên giống tên bác sĩ gì? Cánh chua nè, cánh chua cá đặt nè. Ồ. Cái này là vậy là bà nội chút. Cái bà ngoại chút là có đem một cái chua cá đặt. Sơ cơ nó con có chặt con gấp nó chặt ra. Dạ. Thôi, được rồi. Thôi khỏi đâu bà ngoại. Được rồi. Giọng không gài có 10 ngày rồi đó ông ơi. Bà ngoại này quá chu đáo rồi. Con vừa thấy bán bán nhóc rồi bây giờ có nhóc kìa. Con vừa còn có bán cái thịt này nhóc có nhiều có mày nhiều có mời tôi về tôi mua 1 ký rộng lô chết lắm mày thịt quế hả thịt quế nhưng mà đây con ăn nó coi mà cái gai cái xương nó giữ cân không ngạn nó ngon nó nhai nó giòn giòn nhai nguyên xương nhúc cái xương luôn mà không biết mua 1 ký đúng không 100 ngàn cái 100 ngàn đúng là 100 mấy con với thằng nhớ mà không có mua vô một sợi con năm mấy con năm biên ổng vô trong kia mình mua có 12 ngàn nha. Sỉ 10 ngàn đó mày. Không có ăn được chiên. 1 lít 10 ngàn chứ không được. Nướng là ngon nhất. Thì ăn cũng nướng có 10 ngàn. Ông ngoại biết nướng gì không? 10 ngàn 1 lít. Nướng bằng lửa than. 1 lít nướng than mình. Than mình ốp sa tế vô. Rồi nướng cái chai mình vô đây nè. Cái kẹp lăn qua lật lại nè, chứ còn mà nướng ấy là không ngon đâu. Nướng bằng giấy á. Than giấy. Nhớ bữa con với nhớ nướng à. Nó lại con nướng. Ốp sa tế. Mà tao ra mày không cần nhiều. Có chạch đúng lớp. À, bây giờ tao không con thôi. Sẽ tế nhưng mà có mà. Một người nếu mà nhậu một con rồi, nếu mà dân mình biết nhậu như ông chú gặp ngoại và ở trong đây như nhớ hoặc là nhí luôn. Như con luôn. Năm người nhậu năm con là năm con là không đúng quá là năm con là khoảng nửa ký. Bộ đậu. Năm con khoảng nửa ký. Hôm qua tôi thấy bữa hổm mình mua là đây, con. Biết lâu nè. 8 con. 8 con. Đúng không? 8 con mà nói chua gì đúng không? 8 con nửa ký hả? Chiên giòn. Chiên. Chiên giòn. Rồi có tâm. Chiên tao không chịu ăn. Lâu. Nhưng mà không mua cái chạch nấu chua đó. Nhà đám. Nấu chua hoặc là cái bữa nấu chua là có thằng Quy qua. Quy qua. Bữa anh Quy. Đúng không? Cá lóc nướng. Cá lóc nướng. Thì bởi con Quy đó. Nhớ không? Ừ, cái bà đó là cái gì với mày vậy? Và cái bằng bác cái bà bán cái chạch này nè. Mấy con mà là chị vô bán số. Chạch, con chị vô bà con muốn sao con mình lớn lớn. Bà nói vậy như thôi nhưng mà con không ăn tồi trứng không à. Tao mua thiếu 1 ký. Cái đó là bây giờ mày mua nha. À thiếu cái bình thường thôi. Thiếu ai cho nào thiếu không được. Bà dậu là quán cà phê Nguyên Quý á. Tao là à quan phi quyền quý á mà chúng quan phi quyền quý á mà tới cái mẹ quan quyền cuối cùng là mẹ quyền đó vợ ngoan cá chơi tới cơ mà ngoan đó ngoan là chiên đá gà đó mới nhà ông cái cá nhà đâu á bây giờ mua cá nó chuyện tao cũng bị lèm bản biết mày bản biết tao nhưng mà tao nói xấu tao không nói là bữa thằng nói rồi thằng tắm lầy ăn cái ăn chôm thì nó bả không tính tắm lầy thôi đi bịch với tao thì cũng được tao xin cái nữa tao lạc mẹ tao xin cái ăn chôm ăn chơi hồi tao mua thêm nửa ký nữa tao mua để cái em cho tao ăn cái bà đó dương trái rồi đó nghe trời đụng má dương trái không nói à có quay lè một cái rồi đó bà nói với mày chứ bà đang đánh mấy bà nói con nha bà căng á căng nửa ký thôi nha 10 ngàn thôi nha bà kêu mua 15 à mua 10 ngàn à mấy bà cái bà dương trái rồi đó dương trái cũng nói để tới cầu quê không cái nhà hồi nãy chưa tính 2 trái ăn cho ăn nữa nghe cho chụp còn hơi ghét cặp 3 trái rồi chụp bà rồi lần này lúc không bị mua bà nữa đâu người ta khác người ta quen bán mà nhưng mà còn tao á dương trái tiếng thôi cũng nói quê lèm được bà nó chơi thôi giống như anh em chơi được không nó thiệt mẹ tao cũng mua 1 ký 1 ký là chuyện bình thường ờ số ai chắc đâu bữa nay em gặp mày dạ bữa em gửi lên số xấu bình thường mà ăn luôn là chuyện nó kiểu gì không tao nói thiệt mẹ không anh em thì tao mới nói thôi tao kêu đó mẹ ăn dư rồi không biết ăn ăn hết là bắt ăn vỏ ra không có đâu bỏ rồi bỏ nhưng mà những gì con nói không sai đâu nhắc nhở rồi 3 trái rồi đó nghe ăn 3 trái dư rồi đó
bả nó chơi thôi mày không ăn vậy. Dư ba trái rồi đó nghe. Gặp mày lạ mày nói. Con cái ba đẹp. Ba đẹp kệ bả, tao có vợ rồi tao không quan tâm đấy. Muốn quan tâm muốn đâu được không? Đó là vậy. Vậy là mới về mới đâu. Cháu rồi. Ừ mới vừa rồi đó đây là làm với ai không? Một không bên hậu ta nói cho biết luôn mày là nhà Hải nhậu chưa? Chưa chưa về hả? Thằng Hải bữa bạn đâu đó mày bên nội tại gặp bao mà đưa mới tụi bia đó mày nhớ không? Trời đất mày đưa tài 500 ngàn cầu tấm tụi chứ còn tụi đó trời bóp kèm bóp kèm nói là nó là quá là chị dâu của Hải qua chưa về hả? Mới vừa mới nói mà con ngon qua nhậu là tôi đúng không? Qua nhậu là tôi đúng á. À, dạ mặt đâu đâu thì chơi vô đúng Hải nhờ nhà bả nhưng mà ở đây tao của bà con tao dính líu mua nào gì sao sôi dứt mẹ vô nó còn tao tao dính líu mà không biết lắm mẹ rồi sao sôi mẹ mà đừng mày khi tôi cái đầu xe này rồi tôi đi khỏi mà có ngoan hả à mày cứ quyền đúng không mày cứ được quyền hả mày tát cái đầu mày với mày cứ được sao cứ được ai gả cho mày chó chỉ nhục anh em nó là vì nó anh nói anh em không tốt với nhau tình như cái biển mày tao ơi là... à, tao không có đường vô tao anh không có đường vô ơi không có nói với ông chú với mày tao đây con không có đường vô cái này con là mai thì mày mai đúng không mà con cũng không dám làm mai đâu em múc tao nói xin phép ông chú nó ông ngoại con em anh không dám làm mai với em nữa thì con không dám làm mai bây giờ không có đường vô tao thấy mày không đường vô anh mai cho anh mâm em đi mâm mà không có thằng nào có đường vô mấy mày mấy người vô được tình cảm có thể từ từ bù đắp được ta nói gì thôi mấy mày khó yêu nhau tại nhậu ông Quang nó tánh ổng đá gà ông chơi bời thôi tánh ổng nói tánh nó khó ổng chơi bời lẽ ông thích ông một con rể ông chơi bời của tao tại gặp ổng mà hia nè bà tao kêu hia mà mày không kêu anh em cũng kêu hia ổng nó mai lớn tao như tuổi lớn hơn tao có năm 7-8 tuổi chứ nhỉ lớn một tuổi cũng 7 tuổi vậy 8 tuổi à ông đi người cũng đá gà mái gà trống dạ ông đó chuyên nghề đá gà gà gì gà trống gà mái ông con gà móng đỏ ông đá ban đêm con gà móng trắng này ông đá ban ngày con cũng ghê lắm ông gà họ ông thấy ông đá gà chim xanh đó móng trắng đâu chim xanh vậy vậy là chân đó chân gọi là chân hà sẫm rồi chim xanh đều vàng gì đó biết đâu chim xanh đều vàng thì chân hà sẫm không biết ủa mày bởi vì mày không biết chân đá gà có biết đá đâu hà sẫm nó biết gì không hầm xả ghê thiệt đá đi để ăn hầm xả luôn coi tao ăn coi xíu rồi ăn chứ được qua mày nữa dạ. À, con là tôi coi hả tôi mày nữa chân à dạ dạ con giờ con đang mày rồi đúng rồi đúng rồi hay lắm cái gì quay sự hợp tác giờ mình nhậu đồ món nữa rồi đúng rồi đây đổ nước kia tao cây lim trắng ngon ăn đúng cực kê vậy bỏ đây hết ba người ăn cắn một dịch nó người đứt cái máu giỏi nha chạy dễ gì chứ tao ăn này tao chỉ ăn con thôi đang mềm phải không? Cái trứng là mềm mà chà bá vậy. Vì đấy nó lấy vàng này. Nhiều hơn nữa, bởi vì định mệnh. Nhưng mà người ta nói là có con nhỏ thôi mà mua hay không? Thì không mua rồi. Thì thôi chứ. Không, giờ nó ấp không con bự, con nhỏ rồi. Cái này đi rồi. Nó đi mày làm lại đó. Đi xa. Lò ấp vòng vòng khu vực này chỉ có lò cái ông chính phó là. Thôi, còn như vậy. Bự thôi. Ở đây bự lắm, xa, không có con bự. Tao lớn nè. Biết con là lớn tao lại. Nghèo quá. Không chịu luôn. Con bự. Nhưng mà hồi nãy con hỏi có con bự không? Nó là không có, giờ con nhỏ không mà. Má nãy một chiếc thúi là ngon hơn thiệt á. Chiếc thúi á. Thúi gã cũng được. Mẹ phải ăn cái thúi. Mùm lớn nó kỳ lắm ngoại. Thúi. Không mà, thúi là thúi trao vậy. Giờ uống đây chạy. Thúi thì nhóc cha thiếu gì ừ, ấy. Mà thôi còn thúi trong ngoài con không nhớ rồi cậu trình lộn này kẹt lắm ngoại còn nhậu đây ai chứ bây giờ con chin ở ngoại một cái đâu ngoại cho rồi cái gì chin đi à, ông ngoại bật cái đèn lên cái tươi xanh luôn rồi ờ cái gì đó thì về qua chỉ dạ. Con bắt con không biết chỗ nào quá con không biết chỗ nào nha nhiều khi con không biết con cháu không biết biết là con vô con lẩm mày còn chén người ta không biết thì ngoại mày cái bài đó không không còn quạt chỉ cần cái hàng thôi. Tụi má, tao con dạ. Con tao con này chút xíu à. Mày nói đi chung mãi về trong. Cái lưng tới mà gì nhiêu mà làm sao mà con bự được. Rồi, con thấy con bự. Sáng rồi đó mày ơi. Tôi sát không lỏng không có được nữa. Còn thấy gì đó. Cái đò này nè. Đây là cái đò thứ mình quạt luôn. Nghe đây, cái đặng có cái đò ngay xong nữa, đò là trứng đầu đấy cũ mẹ con mẹ mà.
lông không có được nha, còn phải là ăn trứng vịt mà lông không luôn, còn lông không có trơn luôn, ăn đã. Này dặn ấp đi xa đâu dám ấp mấy con. Ở đâu ấp con bự, ấp con gọi vậy rồi đi chân rồi, có nhiêu nè. Ừ. Đi xa. Làm gì? Thì anh em chưa ăn chung là phải về chung, ăn phải ăn chung. Nhưng mà cái đồ dư thì dục cái tao tao lụm hết. Dư mày có đấy là gì mày? Dư gài đúng mày thích ăn thùng vàng. Đó, gói thùng vàng. Thích ăn cái mì. Đúng rồi. Tao thích ăn con thì ba thằng mỗi thứ thích. Đúng rồi. Làm anh thấy là gì á? Thì ba thằng mỗi thích khác nhau thì đúng rồi. Bây giờ gót lê lệ lên đi. Tới ông ngoại nè. Ngoại không rồi. Cái mày á. Mày mới uống rượu cho đồ như đồ đẻ. Mày có rượu mày không biết cái chuẩn mày có. Ai nói gì nói nhưng mà rượu ta mới uống ta đưa mày mà phải gót này. Mình phải chuẩn phải không mày? Thấy cái gì tụi mày hả? Thấy cái gì vậy nha. Đâu ngoại nè, đó. Đúng không? Buồn thiệt. Đồ đẻ ừ. Đẻ đổ. Sống rồi không biết nhìn vô phong cách ông ngoại như thế nào. Rồi ông chú như thế nào rồi mình đang mới chơi mua đây. Chơi vậy chơi. Người lớn đâu ai gọi đi chơi nhưng mà nhìn xuống phong cách tuổi tác. Thôi cái cửa nó ướt nhẹp nha. Nữa rồi. Cửa ướt nhẹp à. Thôi không, mà có mình dân chơi đưa con cháu. Đừng nên tới hết nổi, tới hết nổi ngành còn hai nào còn nổi là còn bường à. Ông ngoại con kìa, con mấy năm trước ổng năm bốn khoảng 4 năm trước nè, con lại con về Long An, con sẽ giống như mấy đứa cũng ngon vậy. Ông mẹ ổng mới 68 tuổi à. Ngoại bé. Không, lúc trước á, 4 năm trước á. 4 năm trước 68 bây giờ 4 năm là nhiêu? 4 năm trước 68 mà giờ ổng là 72. Ê lộn. 78. Tao lộn. Rồi 4 năm nữa là nhiêu? 8 mấy gì? 82. À ông ngoại không muốn chơi đâu nhưng mà ngoại con không mà ha. Nếu mà tới ngày ai giới ha. Thằng đám này cái bằng anh. Nhưng mà ông ngoại nó gặp bà ngoại tao thì nó kêu ông ngoại nó kêu bà ngoại tao bằng chị. Phải không? Nó sắp cái bằng anh. Nó dụ đó ha. Nói mà về mà đừng nói về người lớn tuổi lớn kệ. Định lực nhân quả gì đó. Định lực nhân quả là sao? Mày giải thích cho tao. Ai giải thích được? Nhân người quả là giải thích cây. Là có giữa là ông ngoại ông chú nè, giải thích. Có giải thích được. Có người mới có cây. Ừ. Kêu là như thế nào? Kêu, có người kêu, người kêu. Là như thế nào? Cây là như thế nào? Cái gì trong chú với ông ngoại nghe được. Có vậy có trả ha. Vậy trả vậy? Mượn tiền tao làm trả. Người ta mượn tiền ai? Ông thấy tiền mà tôi không? Mày nói là tôi nói nên nè. Rồi 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 đến đây. Còn người còn tất cả mà mất người mất cả luôn. Chứng minh. Bàn tay thì làm ra tất cả. Đúng rồi. Nhưng mà không liên can tới việc này. Ông kêu tôi chứng minh. Bằng IC. Nhưng mà cái liên quan tới việc nào? Thì tức. Đúng rồi bằng IC. Học giỏi quá thì cũng. Giỏi gì? Nè ông em tôi mà cái này cái đồng vàng nó không ngon không ngon mà cái vụ thúi nào thấy ngần cái đầu thế ai có người kiếm nói cho ai kiếm đâu trời mà ai mà tôi cái đồng vàng á ai không ngon mà cái chuyện cái chồng thúi tao không biết nhưng mà tao ăn cũng bình thường à tao thích còn nữa không cho nó ăn hết rồi nhí còn tao ăn từ từ thôi mày thấy không còn nhấm nhấp tao biết tao phải ăn chồng thúi hơn chồng vàng ngộ chứ mua thúi lắm mua cuộc đời không có gì gọi là thiếu thốn mà không có gì gọi là dư giả sống có gì ăn cái đó vậy thôi ăn cốc cũng vậy nè em đây không có trái luôn hả hả à. Không cái gì dâu sống trái có mà đừng trái không có gỗ mày ăn bùa lon con tán được không không quá ha không ê mình nghĩ không người ăn được á ăn chiếc bài luôn nhóc mình rồi mà không ăn kiểu đồ tan lên không đầu hai mấy năm đầu nó có trái có ruột bị hồi đó bao lâu tá được còn nguyên không. Bây giờ sao người có cái gì cũng ăn được chứ bạn chết hết bao nhiêu được nhiều cái thì nó buồn gì nó không ta nói trong cuộc nhậu này à ai ăn được thì ta được chúng mình như cốc như là kiểu mình chua bằng mười liệt thôi cái đó là nhậu tư bể đám dỗ rồi nó chết đi kinh kinh với nhậu đi ngựa chán là phụ kiện nhậu đi ngựa là không chết này cái mồi dễ sợ đúng không? Được thôi vậy. Ừ. Mà nhậu hỏi tôi muốn ăn gì nữa, ăn gà không mất gà chưa? Để nghe cầm khoắn ra giải nguyên lại. Hôm nay tôi gãy rồi. Cấp cái bò rồi. Mà nếu mà nó không có làm tôi thiệt. Tôi dự nó bỏ. Là tôi đi làm gà tôi bị nghe dây. Đang gây nó. Gây nó mày biết đâu. Tao không biết. Mình tính ảnh thiệt tình ngủ qua nhậu luôn, ngủ gà nó. Ngủ qua để ăn cấp bò cái đùi cái. Cấp luôn thiệt. Nó nhớ rồi nha.
bể vậy đó con. Bể à? Cái bể rồi đó, bé nó nhọn quắc rồi nãy tôi chạy lên đó nó ăn ngon nhất. Chục con cóc mà nấu ở nhà tao, nấu cháo á, tao mày với Hải rồi. Ờ, bắt chục con à. Giờ chưa mà nó không nhứt, chứ mà nó nhứt đâu. Mày bắt không mày chơi? Tao mày bắt. Thôi bằng cái điện thoại 1000. Mày nói là miếng. Làm cóc ra, mày đang biết làm rồi đó, mày làm. Mày làm với ai tao? Tụi em hay chứ? Của tụi em ta muốn không chung ờ có bé Hải nữa mà bé Hải nó không có làm máu vậy dạ, dạ. Nhớ muốn con có muốn dạ. Bé Hải nó không có làm nó không ăn Hải có hai cà phê viên rồi nó không ăn không ăn không ăn hồi cũng làm gáo hết trơn mà không ăn thiếu đồ nhẫn chó mà bữa nó nói ngon thì bây tao nhớ hoài vậy đó ngoại tao ngoại ngoại ô uống ngoại bự con mẹ uống ghê mẹ tao ngoại ông ngoại chú ngoại là hiểu mình nói chuyện cho để cho ngoại ngồi với nó ngoại có gì đâu buồn con cháu rồi nè ông ngoại nói đi có quyền không rồi ông ngoại thì vậy thôi bình dân nếu có chỉ con cháu mà chứ còn chứ ông ngoại không có đi gì mày đi gì đâu con nhậu với mày dạ. Chi không dạ nhưng mà ông ngoại ông sẽ như có buồn con cháu ông ngoại có nói dạ cái gì con cho phép tao nói nghe tao biết nè chơi với ông ngoại á say rượu ông ngoại cho rượu say là không say say làm là không được nha say lại là không được say lại không được vậy thôi con cháu thì không con chưa nhậu biết chưa lần ông ngoại biết kinh con xỉn cái nào say rượu được thì cũng say lại say lại dẫn về con không lấy lại được nha dạ cái gì người ta cũng lấy tốt có ai cũng có người lấy tốt ai lấy thì lấy chuyện của họ nhưng mà ông ngoại thì ổng không cho phép